hai người thiệt mạng và nhiều người được đưa đến bệnh viện sau khi những cơn lốc xoáy xuất hiện trước thời điểm bão Milton đổ bộ. Dù bão Milton đã hạ xuống cấp 1, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC vẫn duy trì báo động khẩn cấp về lũ. Cơ quan này cho biết, mưa to, gió lớn vẫn xảy ra ở hầu khắp các khu vực miền Trung của Florida. Các sân bay ở Tampa và Sarasota vẫn đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đã ban hành thông báo khẩn cấp hiếm hoi về nguy cơ lũ quét cho khu vực vịnh Tampa, bao gồm các thành phố Peterborough và Clearwater. Thông báo khẩn cấp này nhằm cảnh báo mưa cực lớn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người và thiệt hại thảm khốc do lũ quét. Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida cho biết khoảng 125 ngôi nhà đã bị phá hủy trước khi cơn bão đổ bộ. Nhiều ngôi nhà trong số đó là nhà di động trong các cộng đồng dành cho người cao tuổi. Bão Milton cũng gây ra tình trạng mất điện với gần 3 triệu hộ dân và cơ sở kinh doanh ở Florida, khiến một số người thiệt mạng. Trên biển, bão đã gây ra những đợt sóng cao tới 8,5 mét. Hiện khoảng 9.000 vệ binh quốc gia cùng 50.000 công nhân điện lực đã được triển khai tại Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu quả của bão.